Tiếp theo thì Quyến thực hiện thí nghiệm giữa khí carbonic và dung dịch natri aminat. Từ trước giờ thì các bạn nghe thầy cô giáo nói rất nhiều đến khi sục khí carbonic và dung dịch natri aluminat thì có xuất hiện kết tủa. Các bạn đã bao giờ nghe, nhìn thấy các thầy cô giáo làm chưa? Thì hôm nay thầy Quyến làm thí nghiệm này để góp phần cái chút kiến thức để chúng ta hiểu thực tế thí nghiệm nhiều hơn. Tôi cho vài minit dung dịch natri aluminat vào ống nghiệm thứ nhất. Và cho vài minit dung dịch aluminat vào ống nghiệm thứ hai. Thì sục khí carbonic vào một ống nghiệm. Vậy là qua thời gian thì các bạn thấy ống nghiệm bên này có xuất hiện kết tủa trắng. Thực chất là bọt thì nó theo kéo ra ngoài trên miệng ống nghiệm rất nhiều, là bởi vì cái kết tủa nhôm hydroxit là kết tủa dạng keo, cho nên nó gây ra hiện tượng như vậy. Đây là xuất hiện kết tủa keo trắng của nhôm hydroxit tạo ra. Bản chất của nó là axit carbonic, là một axit mạnh. Tính axit của nó thì mạnh hơn axit aluminic, tức là HAl2 bằng nước. Do đó mà cái bản chất của phản ứng này là phản ứng axit bazơ, hay theo nói theo kiểu lớp 11 còn nói theo kiểu lớp 9 thì hoặc lớp 10 thì nó là phản ứng của axit mạnh để axit yếu, tức là axit carbonic mạnh hơn để axit aluminic yếu hơn ra khỏi. Nhưng axit aluminic nó là dạng rắn, nó chính là nhôm hydroxit, và cái hiện tượng là như vậy. Các em hãy viết phương trình hóa học cho cái hiện tượng trên.